Phú Việt Ô tô xin chào anh em nha. Hôm nay em gửi đến cả nhà một em 7 chỗ gầm cao số tự động 2.4 anh em nha. Gèn bi nè, còn khá là đẹp luôn. Xe mang nước sơn màu đen anh em nha. 7 chỗ gầm cao số tự động. Xe form dáng khá đẹp luôn nha anh em. Em này máy xăng 2.4 anh em nha. Máy cực kỳ khỏe khoắn luôn. Chủ cũ lên cho mình một bộ tem rất đẹp anh em nha. Em này là Captiva số tự động 2.4 anh em nha. Đời này em này là đời 2007. Mâm lớp nè, mâm lớp là còn khá là dày luôn. Xe này trang bị cảm biến lùi nè anh em. Có camera lùi, camera lùi nữa này nè. Hai cái luôn anh em. Ôi, xe khá rộng rãi nè. Có lót sàn 5D cho mình khá đẹp luôn anh em. Một em 7 chỗ gầm cao số tự động. Khá đẹp luôn. Trần còn ni lông nè, chưa bóc luôn anh em. Keo chỉ nè. Khá đẹp luôn. Em này chỉ 185 củ khoai anh em nha. Đang xả lỗ cho anh em mình. Có phim thích nhiệt cho mình rồi, có vẻ chắn mưa cho mình luôn. Tắp ly nè anh em. Khối da khá là đẹp luôn. Keo chỉ nè anh em. Keo chỉ liền lạc. Ghế chủ cũ bọc lại ghế da cho mình khá đẹp anh em nha. Ghế da màu kem. Phần sau khá rộng rãi, có lót sàn cho 5D cho mình luôn. Đây anh em, phần trước nè anh em. Đây. Ồ, quá đẹp luôn. Có lên màn hình Android cho mình rồi nè. Có camera hành trình cho mình luôn nè. Đó. Quá là xịn sò luôn. Có ghế chỉnh điện nha anh em. Đó. Có gương chỉnh điện nè. Xe này anh em chỉ việc về đổ xăng mà chạy thôi, không cần phải làm gì thêm anh em nha. Xe này bên em bảo hành anh em mình là 3 tháng bao anh em rút hồ sơ gốc anh em nha. Đó. Ghế này, ghế chủ cũ bọc da khá là đẹp luôn. Màu này là màu kem anh em nha. Rất xịn sò. Có lót sàn 5D cho mình luôn. Xe còn tem luôn anh em nha. Tắp ly nè anh em. Khá là xịn luôn. Mình mở capo anh em mình xem phần máy anh em nha. Khá đẹp. Anh em nào kết em số tự động này hãy ghé đến bên em để xem xe và trải nghiệm lái thử anh em nha. Chỉ 185 củ khoai. Em 7 chỗ gầm cao số tự động. Để em mở cho anh em mình xem. Đây. Khoang máy nè anh em. Khá là sạch. Keo chỉ nè anh em. Em này chỉ 185 củ khoai. Bao anh em rút hồ sơ gốc bảo hành anh em 3 tháng. Mâm lớp nè. Mâm lớp còn khá là dày luôn nha anh em. Đăng kiểm còn tới tháng 11 2024 anh em nha. Đăng kiểm còn khá là dài luôn. Gầm bệ nè anh em. Gầm bệ nè. Gầm bệ rất là chắc chắn nha. Không rò rỉ nhớt, không muối mọt anh em nha. Bốn lớp nè. Bốn lớp còn dài nha anh em. Một em 7 chỗ gầm cao số tự động 2.4. Anh em nào kết hãy ghé đến Phú Việt Ô tô cũ để xin xe và trải nghiệm lái thử anh em nha. Bên em có xe từ 4 đến 7 chỗ và tầm tiền từ 60 đến 500 triệu anh em nha. Anh em nào kết một em xe thì hãy liên hệ bên em để được hỗ trợ tư vấn mình một em xe phù hợp với tài chính anh em mình nhất anh em nha. Số điện thoại bên em là 0936 793 793 và 0969 711 441. Địa chỉ bên em là 387A Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, anh em nào cần tư vấn gì thì liên hệ bên em hai số đó anh em nha. Rồi, xin chào anh em.